Chào các bạn đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Văn Đức Hạnh ở Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay tôi xin phép trình bày bài sử dụng các thuốc vận mạch trong bệnh lý tim mạch. Tôi không có xung đột lợi ích trong bài báo cáo này. Đây là một số những khái niệm cơ bản liên quan đến các thuốc vận mạch trong tim mạch. Cụ thể là ví dụ như là catecholamine, đấy chính là dopamine, dobutamine, norepinephrine, epinephrine, vasopressor là các thuốc co mạch, bao gồm các thuốc norepinephrine, epinephrine và dopamine. Các thuốc inotrope là những thuốc làm tăng co bóp cơ tim, bao gồm có dobutamine, levosimendan, các thuốc ức chế phosphodiester. Inotrophy là hoạt động tăng co bóp cơ tim và chronotrophy là hiện tượng là từ ghép của chrono và trophy, tức là tần số tim. Tiếp theo là các thuốc ức chế nhóm phosphodiester bao gồm có minerone và amirone và các thuốc khác, ví dụ như là vasopressin và levosimendan. Catecholamine thì bao gồm có catecholamine nội sinh và catecholamine tổng hợp, và tác động sinh lý của các catecholamine thì thông qua các receptor là receptor alpha 1, receptor beta 1, receptor beta 2 và dopaminergic. Thì nếu như mà các catecholamine kích thích các receptor beta 1 thì nó sẽ gây ra tăng co bóp cơ tim. Nếu mà kích thích receptor beta 2 thì nó sẽ gây ra giãn mạch. Kích thích alpha 1 nó sẽ gây ra co mạch, tăng sức cản hệ thống. Còn nếu mà kích thích receptor của hệ dopaminergic bao gồm D1, D2 thì nó sẽ gây ra tác dụng là giãn mạch thận và giãn mạch màng treo. Đầu tiên là dobutamine thì là thuốc có ái lực với receptor beta 1 và beta 2 theo tỷ lệ là 3:1, và thuốc có tác dụng làm tăng co bóp cơ tim, từ đó làm tăng cung lượng tim và làm và tác dụng tăng nhịp tim yếu. Ở liều nhỏ hơn 5 microgram trên kg một phút thì nó sẽ gây ra giãn mạch nhẹ. Ở liều lớn hơn 15 microgram trên kg một phút thì nó sẽ gây ra tăng co bóp cơ tim mà không ảnh hưởng tới sức cản mạch hệ thống, và tác dụng co mạch thì xuất hiện với khi mà truyền liều cao, và tuy ít có tác dụng làm tăng tần số tim nhưng dobutamine thì làm tăng tiêu thụ oxy cơ tim, và chính vì vậy mà dobutamine thì được ứng dụng trong các test để làm chuẩn đoán thiếu máu cơ tim. Đây là các chỉ định lâm sàng của dobutamine, bao gồm có giảm cung lượng tim do bệnh nhân bị suy tim đợt cấp, rồi là sốc tim, rồi là sốc nhiễm khuẩn có rối loạn chức năng tim, rồi là nhịp chậm có triệu chứng mà không đáp ứng với atropin và tạo nhịp ngoài. Thì liều lượng của dopamine được khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng liều từ 2 cho đến 20 microgram trên kg một phút và tối đa là đến 40 microgram trên kg một phút. Đấy. Thế thì các tác động lên bao gồm tác động receptor alpha, cụ thể nhất, tốt mạnh nhất đấy là tác động lên receptor beta 1, và tác dụng phụ của dopamine là tác dụng phụ chính bao gồm có tăng tần số thất ở những bệnh nhân rung nhĩ, rối loạn nhịp thất, thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp ở những bệnh nhân mà ức chế không chọn lọc beta và có thể gây ra tác dụng phụ là tụt huyết áp. Dopamine thì là tiền chất trực tiếp của epinephrine và norepinephrine, thì thuốc này tác động lên receptor của hệ dopaminergic và adrenergic, và từ đó nó tác động lên cả tim và mạch ngoại vi, mạch thận và mạch nội tạng thì tùy theo cái liều sử dụng. Ở liều thấp từ 0,5 cho đến 3 microgram microgram trên kg một phút thì nó sẽ kích thích các receptor D1 và D2 của hệ dopaminergic, và từ đó nó làm giãn mạch thận, mạch vành, mạch màng treo, mạch não. Tuy nhiên thì tác dụng lợi tiểu trực tiếp của dopamine tác động vào ống thận và tăng thải natri. Tuy nhiên thì dopamine không làm tăng mức lọc cầu thận và chưa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ thận. Ở liều trung bình từ 3 cho đến 10 microgram trên kg một phút thì nó sẽ kích thích receptor beta 1 và từ đó nó gây ra tăng co bóp cơ tim, tăng nhẹ tần số tim, tăng nhẹ sức cản mạch hệ thống. Ở liều cao từ 10 cho đến 20 microgram trên kg một phút thì nó sẽ tác động lên alpha 1 và từ đó nó sẽ gây ra co mạch rất là mạnh. Đây là những chỉ định chính của dopamine, bao gồm một sốc tim, suy tim, nhịp chậm có triệu chứng không đáp ứng với atropin hoặc là tạo nhịp ngoài, và nên sử dụng dopamine liều từ 2 cho đến 20 microgram trên kg một phút, tối đa là lên đến 50 microgram trên kg một phút. Và chúng ta thấy rằng là tác động thông qua các receptor alpha, beta 1, beta 2 và dopaminergic thì tùy theo liều, và tác dụng phụ chính bao gồm một tụt huyết áp nặng, rối loạn nhịp thất, rồi là thiếu máu cơ tim. Tiếp theo là norepinephrine thì là thuốc tác động lên kích thích rất mạnh receptor alpha 1, kích thích yếu ở các receptor beta, và từ đó nó gây ra co mạch mạnh và ít tác dụng lên co bóp cơ tim. Và norepinephrine thì tăng trực tiếp
áp lực tâm thu, tâm trường, áp lực mạch và ít tác động đến cung lượng tim. Thuốc ít gây tăng nhịp tim, thuốc làm tăng dòng máu qua động mạch vành, do làm tăng huyết áp tâm trường và kích thích trực tiếp cơ tim giải phóng các chất giãn mạch tại chỗ. Truyền norepinephrine kéo dài thì sẽ gây ra nhiễm độc cơ tim, do làm tăng hiện tượng cơ tim chết theo chương trình. Và chỉ định của norepinephrine là chúng ta chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị sốc tim, liều từ 0,01 đến 3 microgram trên kg một phút, và tác dụng chính là gây ra rối loạn nhịp tim, thiếu máu động mạch ngoại vi và tăng huyết áp ở những bệnh nhân mà ức chế không chọn lọc beta giao cảm. Tiếp theo là epinephrine là thuốc có ái lực đối với receptor alpha 1, beta 1, beta 2 ở tim và cơ chân mạch máu. Tác dụng kích thích receptor beta xuất hiện khi mà sử dụng liều thấp và kích thích các receptor alpha thì xuất hiện khi mà sử dụng liều cao hơn. Thuốc có tác dụng làm tăng tuần hoàn vành do tăng tương đối cái thời gian trong thì tâm trương khi mà tần số tim ở mức độ cao và kích thích cơ tim giải phóng chất giãn mạch tại chỗ, và áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch phổi tăng do tăng co mạch phổi và tăng dòng máu chảy trong mạch phổi. Dùng với liều cao thì thuốc sẽ gây ra nhiễm độc cơ tim do làm hoại tử thành động mạch, tăng cái hiện tượng cơ tim chết theo chương trình hoại tử cơ tim. Và chỉ định lâm sàng thì được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị sốc tim, bệnh nhân bị ngừng tim, bệnh nhân bị co thắt phế quản, bệnh nhân có nhịp chậm, có triệu chứng, hoặc là block nhĩ thất mà không đáp ứng với atropine hoặc là tạo nhịp ngoài, thì có thể truyền với liều từ 0,01 đến 0,1 microgram trên kg một phút. Bolus thì chúng ta có thể bolus 1 mg mỗi 3 đến 5 phút, và cao nhất là 0,2 microgram một phút, và thường là bolus trong trường hợp mà bệnh nhân bị ngừng tim. Và tiêm bắp thì tỷ lệ là 1/1000. Từ 0,1 cho đến 0,5 microgram và tối đa là 1 mg, và tác dụng phụ chính là gây ra rối loạn nhịp thất, gây ra tăng huyết áp, gây ra thiếu máu cơ tim và gây ra đột tử. Thì chúng ta thấy rằng là theo sơ đồ của các thuốc, ví dụ như là các thuốc liên quan đến co mạch, giãn mạch, rồi các thuốc gây ra tăng co bóp cơ tim, thì các thuốc vận mạch của chúng ta sẽ có những cái vị trí. Ví dụ như là đối với dobutamin thì là thuốc gây ra tăng co bóp cơ tim nhưng mà gây ra giãn mạch nhẹ. Thế còn các thuốc gây ra tăng co bóp cơ tim mà gây ra co mạch, ví dụ như là norepinephrine rất cao, co mạch rất cao, rồi là epinephrine, tiếp theo đấy là dopamine, rồi là epinephrine và dopamine. Thế thì đây là một cái nghiên cứu meta-analysis ở trên 177 nghiên cứu với hơn 28.000 bệnh nhân để người ta đánh giá xem hiệu quả của các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc tăng co mạch ở trên tử vong như thế nào. Thì người ta thấy rằng là khi mà sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc tăng co mạch ở những bệnh nhân suy tim cấp và suy tim mãn tính thì không cải thiện được những cái tiên lượng liên quan đến tử vong tim mạch. Và tương tự như vậy thì người ta khảo sát tất cả các thuốc tăng co bóp cơ tim và co mạch như là dobutamin, dopamine, rồi là epinephrine, rồi là norepinephrine, hoặc là isoproterenol, hoặc là các thuốc ức chế phosphor DST3, thì tất cả các thuốc này thì đều không giúp chúng ta cải thiện được những cái biến cố liên quan đến tiên lượng. Chỉ duy nhất có levosimendan là thuốc có thể giúp chúng ta cải thiện được những cái biến cố liên quan đến tiên lượng ở những bệnh nhân mà có chỉ định sử dụng thuốc. Thế thì chúng ta thấy rằng là các thuốc này thì sẽ được sử dụng với mục đích là nâng cao huyết áp, cải thiện cái tưới máu mô cho những bệnh nhân mà bị sốc tim, cho những bệnh nhân mà bị suy tim, và những thuốc này thì hiện tại chưa được chứng minh sẽ giúp chúng ta cải thiện được những cái biến cố liên quan đến tử vong ở những bệnh nhân mà có chỉ định dùng. Vậy thì mục đích sử dụng các thuốc này như thế nào và chúng ta sử dụng các thuốc này như thế nào cho hợp lý? Đầu tiên, mục đích sử dụng ở những bệnh nhân sốc tim đấy là thuốc sẽ giúp chúng ta phục hồi tưới máu mô và tăng cường phân bố oxy mô ở những bệnh nhân trong tình trạng sốc, nâng huyết áp trung bình, từ đó sẽ giúp tăng cường tưới máu tạng và bảo tồn cung lượng tim, giúp tưới máu tạng được tốt hơn. Huyết áp trung bình từ 60 đến 85 mmHg ngân sẽ giúp tăng chỉ số tim, thể tích nhát bóp mà không ảnh hưởng tới sự tiêu thụ oxy và mức độ toàn chuyển hóa. Thế còn mục đích sử dụng trong suy tim là gì? Đối với những bệnh nhân suy tim cấp thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện triệu chứng, cải thiện huyết động, bảo vệ thận và các cơ quan ngoại vi. Thế còn trong những bệnh nhân mà suy tim giai đoạn cuối sẽ giúp chúng ta cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm tái nhập viện vì suy tim, hoặc là đây là cầu nối cho những cái biện pháp can thiệp khác, ví dụ như là ghép tim, ví dụ như là sử dụng dụng cụ hỗ trợ thất trái. Và sử dụng như thế nào trong những bệnh nhân suy tim? Đấy là chúng ta nên sử dụng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng tổn thương cơ quan do tảm tới máu, và chúng ta nên sử dụng trong thời gian ngắn. Trước đây thì chúng ta thường sử dụng các thuốc này là khá muộn, khi mà tụt huyết áp rồi chúng ta mới sử dụng. Nhưng những cái khuyến cáo mới gần đây thì chúng ta nên sử dụng sớm hơn, càng sớm càng tốt, và sử dụng ngắn hơn để
chúng ta mang lại được cái hiệu quả tốt và tránh đi những cái tác dụng phụ. Nguyên lý sử dụng những cái thuốc tăng carbon cơ tim và co mạch như thế nào? Đấy là những bệnh nhân mà tụt huyết áp do tụt huyết áp có thể là do giảm thể tích, do suy tim, do phân bố bất thường của dòng máu, thì sử dụng thuốc vận mạch chỉ được sử dụng khi mà huyết áp tâm thu giảm lớn hơn 30 mm thủy ngân hoặc là lớn hơn 20%, huyết áp trung bình nhỏ hơn 60 mm thủy ngân, có bằng chứng của các tổn thương cơ quan đích do giảm tưới máu, và chúng ta cần phải bù đủ khối lượng tuần hoàn thì chúng ta mới sử dụng. Cụ thể là chúng ta làm như thế nào thì chúng ta có thể biết là đã tối ưu hóa về thể tích trước khi sử dụng. Đấy chính là mục tiêu là áp lực của nhĩ trái cần phải đạt được từ 10 cho đến 14 mm thủy ngân, và chúng ta ước lượng áp lực nhĩ trái thông qua hình thái và độ xẹp của tĩnh mạch chủ dưới, và áp lực của áp lực nhĩ phải, xin lỗi các bạn, áp lực nhĩ phải từ 10 đến 14 mm thủy ngân thì là như thế nào. Cụ thể là đường kính của tĩnh mạch chủ dưới cần phải đạt được là trên 21 mm và xẹp nhỏ hơn 50% khi mà hít vào, và không áp dụng trong những trường hợp bệnh nhân thở máy. Thì đây là áp lực nhĩ phải bình thường từ 0 đến 5 mm thủy ngân, và đây là áp lực nhĩ phải khoảng 10 đến 14 mm thủy ngân, thì chúng ta thấy rằng là tĩnh mạch chủ dưới căng, và cụ thể là đường kính tĩnh mạch chủ dưới lớn hơn 21 mm và xẹp nhỏ 50% khi mà bệnh nhân hít vào. Thì nếu mà đạt được tiêu chí như vậy thì chúng ta yên tâm là bệnh nhân đã đủ dịch và chúng ta có thể sử dụng những thuốc tăng co mạch, tăng co bóp cơ tim. Khuyến cáo về xử trí tụt huyết áp ở những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim năm 2004 nhấn mạnh chúng ta nên sử dụng dobutamine ngay khi bệnh nhân có huyết áp tâm thu từ 70 cho đến 100 mm thủy ngân, ngay cả khi bệnh nhân chưa có triệu chứng của sốc, nhưng huyết áp từ 70 đến 100 chúng ta đã phải sử dụng rồi. Dopamine thì được sử dụng khi mà huyết áp từ tâm thu từ 70 cho đến 100 mm thủy ngân và kèm theo biểu hiện của sốc. Và kết hợp dobutamine và dopamine ở liều 7,5 mg trên kg một phút thì được chứng minh là nâng cao hiệu quả huy động và giảm biến cố hơn là sử dụng với liều cao là 15 mg trên kg. Và chúng ta khi mà dùng dopamine thì kết hợp hoặc khi đã kết hợp với dobutamine với dopamine mà huyết áp tâm thu vẫn nhỏ hơn 70 mm thủy ngân, chúng ta kết hợp với norepinephrine, và norepinephrine hiệu quả hơn so với epinephrine. Thì nguyên nhân có thể do là epinephrine gây ra toan chuyển hóa và thúc đẩy quá trình tăng đông trong lòng động mạch vành. Khuyến cáo sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim trong điều trị suy tim. Các thuốc tăng co bóp cơ tim bao gồm dobutamine, dopamine, levosimendan và thuốc ức chế phosphodiesterase 3, thì chúng ta nên truyền tĩnh mạch trong thời gian ngắn các thuốc này ở những bệnh nhân mà có huyết áp nhỏ hơn 90 mm thủy ngân và là hoặc kèm theo các dấu hiệu hoặc triệu chứng của giảm tưới máu mô, để cải thiện cung lượng tim, để nâng huyết áp và cải thiện tưới máu ngoại vi để duy trì chức năng cơ quan. Rồi là truyền tĩnh mạch levosimendan hoặc là ức chế phosphodiesterase 3 thì nên được cân nhắc để làm đảo ngược tác dụng của chạy beta giao cảm nếu mà nghi ngờ thuốc chạy beta giao cảm làm giảm góp phần làm giảm tụt huyết áp, và không được sử dụng các thuốc co mạch một cách thường quy trừ khi bệnh nhân có tụt huyết áp hoặc là giảm tưới máu mô. Rồi là khuyến cáo sử dụng các thuốc co mạch trong điều trị suy tim như thế nào? Thì các thuốc co mạch đấy chính là norepinephrine. Thì các thuốc co mạch thì nên được cân nhắc chỉ định cho những bệnh nhân sốc tim mặc dù đang được điều trị với các thuốc tăng co bóp cơ tim để làm cải thiện huyết áp và tưới máu cơ quan. Rồi là chúng ta cần phải theo dõi huyết áp, chúng ta cần phải theo dõi điện tim khi mà sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim. Rồi là cân nhắc đặt đường truyền động mạch để chúng ta kiểm soát một cách huyết áp hiệu quả. Thì đây là các liều lượng cũng như là cái tần số, những cái liều lượng để chúng ta có thể tăng lên, chúng ta có thể duy trì khi mà sử dụng dobutamine, dopamine, rồi là các thuốc levosimendan hoặc là norepinephrine hoặc là epinephrine. Thì đến năm 2019 thì người ta đưa ra một cái phác đồ để chúng ta có thể sử dụng các thuốc inotrop hiệu quả hơn. Cụ thể là khi mà sử dụng inotrop đầu tiên thì các bạn cần phải đặt câu hỏi là có thực sự cần phải sử dụng inotrop hay không? Cụ thể là bệnh nhân có cung lượng tim thấp hay không, tức là huyết áp nhỏ hơn 90 mm thủy ngân trong vòng 30 phút, cung lượng tim thì nhỏ hơn 2,2 lít trên phút, bệnh nhân có biểu hiện lạnh ẩm, hiểu niệu, thay đổi chi giác, rồi lắc tác lớn hơn 2 và tăng men gan, và đã bù đủ cái thể tích trong lòng mạch chưa, cụ thể là CVP đã bình thường chưa hoặc tăng hay chưa, rồi là không thấy đàn hồi tĩnh mạch chủ dưới, rồi là nghiệm pháp truyền dịch âm tính và test nâng chân âm tính, và các nguyên nhân mà không phải do các nguyên nhân mà có thể đảo lộn được, ví dụ như là các nguyên nhân không phải là do nhồi máu cơ tim, do tác động mạch phổi, cơn tim nhanh, rối loạn nhịp chậm, rồi là không có những biện pháp thay thế, ví dụ như là can thiệp mạch vành hoặc là
hoặc là phẫu thuật bắc cầu nối trụ vành hoặc hỗ trợ tuần hoàn, thì những bệnh nhân như vậy thì rất nên cần thiết sử dụng. Thế còn những bệnh nhân mà đã có nhồi máu cơ tim tắc mạch phổi thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng, bởi vì chúng ta phải thông những cái mạch phổi, chúng ta phải thông những cái mạch vành ra thì lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện. Còn nếu mà không thông ra thì dù chúng ta có sử dụng các thuốc inotrop cao đến cỡ mấy cũng không thể cải thiện được huyết động. Thế thì bước tiếp theo là loại inotrop nào phù hợp, thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà sử dụng chẹn beta kéo dài thì chúng ta nên sử dụng levosimendan hoặc là mineral. Những bệnh nhân sốc tim thì chúng ta nên kết hợp giữa norepinephrine kết hợp với dobutamine hoặc là sử dụng levosimendan. Bệnh nhân mà bị suy thất phải và hoặc là tăng mạch phổi thì nên sử dụng levosimendan hoặc là mineral. Những bệnh nhân mà suy thận trong hội chứng tim thận thì nên sử dụng levosimendan. Rồi là những bệnh nhân mà suy tim giai đoạn cuối nhiều lần thì chúng ta nên sử dụng levosimendan. Và có những cái tiêu chuẩn khi nào thì dừng các thuốc inotrop, ví dụ như cải thiện về triệu chứng, cải thiện về dấu hiệu sống còn, cải thiện về các thông số liên quan đến xâm nhập, giảm lactate và tiểu tốt, rồi là cải thiện những cái dấu hiệu trên siêu âm, thì đấy là những cái dấu hiệu chúng ta có thể dừng các thuốc inotrop. Và nếu như mà sử dụng những cái thuốc tăng co bóp cơ tim và có tăng co mạch mà vẫn không hiệu quả thì các bạn đồng nghiệp chúng ta hãy nghĩ đến những cái biện pháp tốt hơn và những cái biện pháp cơ học để chúng ta hỗ trợ. Đấy là các thiết bị hỗ trợ, ví dụ như là bơm bóng đối xung động mạch chủ hoặc là dụng cụ hỗ trợ thất trái hoặc là sử dụng những cái thiết bị hỗ trợ tuần hoàn như ECMO để có thể nâng cao cái huyết động cũng như là những cái cầu nối cho những cái biện pháp điều trị tiếp theo, ví dụ như là ghép tim cho bệnh nhân. Kết luận mà mục đích sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim và co mạch sử dụng trong sốc tim là chúng ta sử dụng với mục đích phục hồi tưới máu mô và tăng cường phân bố oxy ở mô. Mục đích sử dụng trong suy tim cấp là chúng ta sẽ cải thiện triệu chứng, cải thiện huyết động, bảo vệ thận và các cơ quan ngoại vi. Trong suy tim giai đoạn cuối thì cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm tái nhập viện vì suy tim hoặc là cầu nối cho các biện pháp khác. Và chúng ta nên sử dụng các thuốc này càng sớm càng tốt, dùng trong thời gian ngắn, và chúng ta sử dụng các thuốc inotrop hiệu quả phù hợp với từng tình trạng bệnh lý như là cái sơ đồ mà tôi đã trình bày. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn đồng nghiệp.